Ngày 1 tháng 3, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày vào ngày 21 hoặc 22 tháng 3 năm 2021. Kỳ họp sẽ tập trung xem xét khoảng 20 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Trong đó sẽ xem xét tờ trình dự thảo nghị quyết về việc thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, sau báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 và những năm tiếp theo như đề án phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành và cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung theo chương trình đã thống nhất, tiếp tục đổi mới phương thức chuẩn bị, điều hành kỳ họp theo hướng cải cách hành chính trên cơ sở đảm bảo đúng luật và nâng cao chất lượng kỳ họp. Tài liệu gửi đại biểu kịp thời nghiên cứu, thảo luận, đóng góp trong kỳ họp làm cơ sở để đại biểu đưa ra quyết định chính xác khi thông qua nghị quyết đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.